Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng Những lần trước mình làm về cái máy tính bảng tích lát Ví dụ như M50 Mini, M50 ấy, thì được mọi người quan tâm khá nhiều Trộm ví các bạn ạ Và thế nên lần này mình mang đến bạn một cái sản phẩm nó cao giá hơn một chút Cụ thể mức giá cơ tầm dưới 4 triệu nhá Tên chính xác của nó đó chỉ là tích lát T50 Plus Một cái sản phẩm mình thấy rằng nếu mà so sánh với hai em kia ấy, Thì chúng ta sẽ có một màn hình nó xịn sò hơn Đồ phân giải ở đây là Full HD Trong khi đó những mức RAM ROM của nó cũng sẽ được nâng cấp đáng cả luôn và đây có thể có mức giá tương đối hấp dẫn và em này hoàn thiện của nó cũng ngon luôn cả vẫn sẽ có đầy đủ những cái ví rửa lắp sim nghe gọi 4G đàng hoàng và hôm nay chúng ta cùng nói với em Teclad T50 Plus này Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay Em Tech Lab mới sản phẩm mà chúng ta sẽ kích thước màn hình lên 11 inch Nhưng trước khi mà nói phần màn hình ấy thì mình sẽ nói qua về những điểm mạnh phần thiết kế nhá Cụ thể ở đây em này các bạn vẫn sẽ có phần mặt lưng bằng kim loại Và nếu mà so sánh chất lượng hoàn thiện của em này Nếu mà so với những em nhỏ M50 mini ấy, hay M50 bình thường ấy Thì thấy rằng chất lượng hoàn thiện phần mặt lưng của em này sẽ tốt hơn đáng cả Cụ thể khi bạn sờ so những phần viền nhá nó sẽ to cao hơn cảm giác như kiểu là cái cách bo cong ở trên những cái mẫu máy tính bảng iPad Pro vậy các bạn ạ cảm giác của nó tương tự như vậy tất nhiên chất lượng gia công sẽ khó lòng nào mà bằng được nhưng dù sao ấy thì đây là một cái sản phẩm ở trong phân khúc 4 triệu ấy thì mình uh, tương đối là cao ở phía cạnh trên các bạn sẽ có những yếu tố ví dụ như phím nguồn này tăng giảm lượng cũng như mic thua mà ở đây và vì phân thất cái này hoàn toàn bằng kim loại thế nên chúng ta sẽ có những cái vạch ở đây đóng vai trò đó chỉ là ten để bắt sóng khi mà bạn lắp sim mà nghe gọi với em lát, chúng ta sẽ có loa kép ở hai cạnh Và ở phía cạnh còn lại thì chúng ta sẽ có đầy đủ đó là rắc 3.5mm này Loa này, xó cổng sạc cũng như là khay sim Và cái khay sim này sẽ là khay sim hybrid nha Tức là các bạn sẽ có thể lắp hai sim đồng thời Hoặc là chúng ta sẽ lắp một sim một thể nhớ Đồng thời em này cũng sẽ hỗ trợ nghe gọi cũng như là dụng các sim Việt Nam cách bình thường để các bạn dễ dàng hình dung, hiện tại mình đang lắp một sim Vina ở đây và nó vẫn lên sóng VOLT một cách bình thường. Em này dĩ nhiên máy nó sẽ chỉ là máy 4G mà thôi và chúng ta cũng sẽ hỗ trợ những cái trình cuộc gọi này trình nhắn tin tương tự như kiểu một chiếc máy tính bảng một chiếc điện thoại bình thường vậy các bạn có thể thực hiện cuộc gọi nhé trả tiền trước của Vinaphone để nghe thông tin về tài khoản ấn tiếp nói chung loa này rất là to thế nên là các bạn mua về để chúng ta nghe gọi hoặc chúng ta ra ngoài lướt web lên mạng lại cũng đều được luôn với cá nhân mình ở tầm giá 4 triệu mà các bạn có một chiếc máy tính bảng màn hình Full HD hỗ trợ nghe gọi như này cực kỳ hiếm nếu mà so sánh với những hãng khác ví dụ ở Samsung hay Xiaomi Nói kia là phần màn hình kích thước các bạn sẽ có được đây đó chính là 11 inch cũng như là độ phân giải sẽ là 1920 x 1200. Độ phân giải này sẽ là Full HD cũng như là việc ở đây ấy, tần số quét tối đa của chúng ta sẽ là 9 hz nhá. Thêm vào đó các bạn sẽ có những chứng nhận bảo vệ mắt như là TUV Ray chẳng hạn. Tuy nhiên với tần số lấy mẫu cảm ứng mình test được với cái app này nó có thể lên đến cỡ 200 Hz. Dĩ nhiên lợi thế của việc chúng ta tần số quét cao 90 Hz đấy, đó chính là những thao tác của bạn như kiểu là chúng ta vuốt chặn cảm ứng nó sẽ mượt mà hơn đáng kể, đặc biệt là khi bạn lướt web hoặc là chúng ta đọc truyện tranh. Còn nói về yếu tố độ sáng với một mẫu máy tính bảng giá rẻ sụng tấm nền IPS LCD như này thì các bạn sẽ có độ sáng tối đa ở đây đó chính là 400 nit vừa đủ để các bạn có thể sụng trong nhà nhá. Còn nếu mà ra ngoài trời trời nắng ấy thì mình nghĩ rằng độ sáng này nó sẽ không quá là cao. Và để mà kể ra với kích thước màn hình lớn như này, cụ thể đó chính là 11 inch ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những tính năng ví dụ chia đôi màn hình ở đây chẳng hạn. Có thể sụng những tính năng này chúng ta chia đôi cửa sổ ra, sử dụng đồng thời nhiều thao tác cùng một lúc. Và đây chúng ta cũng sẽ có một vài chế độ hỗ trợ cho việc đọc sách Ví dụ như read mode chẳng hạn Khi bạn đọc nha nó sẽ tự động chuyển qua cái tông màu đó là đen và trắng Chúng chúng ta như kiểu đang đọc báo vậy còn sẽ ở phần cơ hình với mẫu máy tích lát các bạn sẽ có con chip đó là Inusoc T620 Và cái xung nhịp cao nhất của chúng ta có được đó chính là 2.2GHz Và phiên bản mình đang có đây nha chúng ta sẽ có 6GB cũng nhà bộ nhớ trong lên 256 gb Đây có thể coi là mức bộ nhớ trong của nhà mức RAM cao hơn đáng kể nếu mà so sánh với hai em đó là M50 và M50 mini. Thế nên khi mà trải nghiệm ấy, các bạn cũng sẽ có cảm giác mượt mà hơn đáng kể. Với con chip này, điểm số mình thu được đó chỉ là 317.000 điểm với những phần ví ở CPU, GPU ở đây như bạn thấy và nhiệt độ của nó thì tương đối mát mẻ luôn do lớp vỏ của nó là kim loại thành ra tản nhiệt rất là nhanh. Còn nói phần điểm số Wi-Fi Stress Test mình cũng đã test rồi Cụ thể nó sẽ đạt ổn định đó là 99,1% Dĩ nhiên là cái yếu tố đó là vỏ kim loại vẫn sẽ giúp em này tản nhiệt rất là tốt luôn Thêm vào đó nói đến phần đó chuyện điểm gig B6 nha mình cũng đã chấm rồi Cụ thể em này với phần gig B6 ấy đơn nhân của nó sẽ là 500 điểm Và đa nhân là 1488 điểm Phiên bản Android mình đang có đây đó là Android 14 Ngoài ra ấy, nãy mình quên mất không chia sẻ với các bạn một yếu tố Đó chứ em này chúng ta sẽ có chuẩn wifi L1 nhá các bạn có thể xem với độ phân giải đó chè Full HD Mình cũng đã check kỹ trong app thì thấy rằng em này chúng ta hỗ trợ Wi-Fi L1 Và xem lại độ phân giải đó chạy Full HD luôn Để bạn có thể tự tin hơn khi mua em này với game Techland mà 50 Plus đấy thì mình cũng đã test nhanh và cái tựa game đó trên lên quân mobile rồi mình chơi mức đó chỉ là cao và 60 ấy. thì mình thấy rằng em này khi chúng ta chơi vẫn cho mức FPS trung bình đó chỉ là 59,5 và trong quá trình mình chơi ấy, mình thấy rằng khi mà chúng ta combat có tầm 7 8 tướng cùng lúc ra cùng sản xuất skill ấy, nó vẫn sẽ có hiện tượng đó chỉ drop FPS, nó sẽ tụt xuống cỡ tầm 45 FPS gì đó. Có thể nhìn vào cái phần biểu đồ mình đang có đây. Và phần late game ấy, thì khi chúng ta combat tổng nhiều ấy thì nó sẽ có hiện tượng đó chỉ drop FPS, nhất là vào những cái combat lớn. Nói chung cái em này dành cho những bạn nào mà chúng ta chơi liên quân, chơi PUBG ở mức 30 hoặc là các bạn chơi Free Fire ok và điện năng tiêu thụ với cả tựa game đó chỉ là liên quân mobile này nó sẽ dừng ở mức đó chỉ 4,3 W điện. Còn loa của em này mình sẽ cho bạn nghe thử cơ bản nó sẽ tập trung vào hai giải đó chỉ là mid và chép. Còn bass thì mình thấy rằng khá là yếu. Còn nói về cụm camera của những mẫu máy tính bảng Techlat T50 Plus ấy, thì chúng ta sẽ có cụm camera trên phía sau với độ phân giải đó chính là 13 megapixel. Và ống kính còn lại sẽ đóng vai trò đó chỉ là hỗ trợ cho việc đó chỉ là chụp ảnh xóa phông nhá. Em này để nó khả năng quay video ấy thì cụm camera sau của nó sẽ có khả năng quay video tối đa độ phân giải đó chỉ là Full HD và 30 fps. Thực sự nói thì với cá nhân mình mình chưa bao giờ đánh giá quá cao cụm camera ở trên các mẫu máy tính bảng cả. Bởi vì nếu mà so sánh điện thoại nó cách xa khá là nhiều luôn. Còn nói về camera selfie của em này nhá, chúng ta sẽ có độ phân giải đó chính là 8 megapixel. Camera selfie thì đặt chính giữa phù hợp với cả việc các bạn đó chính là để máy tính xoay ngang ra chúng ta học tập chẳng hạn. Và em này camera selfie của nó sẽ chỉ dừng lại độ phân giải đó chứ 720p 30fps mà thôi. Và cuối cùng về pin dung lượng của em này sẽ là 8000 mAh và chúng ta sẽ đi kèm sạc nhanh 18W trong hộp các bạn nhá. Và cuối cùng để mà cung cấp thêm một chút thông tin cho bạn ấy thì với em Tech chúng ta sẽ có lớp vỏ bằng kim loại và như mình đã nói từ đầu rồi, trọng lượng của nó sẽ rơi ở cỡ khoảng tầm là 520g. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Tech T50 Plus này Một cái sản phẩm mình nghĩ rằng tầm giá dưới 4 triệu với một cái màn hình độ phân giải Full HD cũng như là có sim nghe gọi đầy đủ ấy Thì đây sẽ là một sản phẩm đáng đầu tiền bán gạo dành cho những ai mà thích một cái thiết kế màn hình to Cũng như là việc các bạn sẽ có bộ nhớ trong đến 256GB luôn Và các bạn nghĩ sao về em Tech T50 Plus này thì hãy để kiến bên dưới nhá nếu bạn muốn mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả chúng ta dễ dàng tham khảo. Đợt này thì mình thấy rằng tích lát họ vào Việt Nam ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều các sự lựa chọn luôn. Phân khúc dưới 2 triệu các bạn cũng sẽ có, phân khúc từ 2 đến 3 triệu chúng ta cũng sẽ có, phân khúc 4 triệu chúng ta cũng sẽ có luôn. Các bạn, các bạn nghĩ sao về em này và muốn làm gì với em tích lát TNM plus này? Thế comment ở bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc. Còn bây giờ, xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like, subscribe và ủng hộ kênh nhé.